quê hương ơi, dòng sông nước mát ngọt lành, trải mềm như dải lụa đào uốn quanh. Đồng làng ai họa nên tranh, tên làng ai tạc mà thành ý thơ. Khu 6 có tự bao giờ, cho xây câu 9 hẹn 10 chờ là đây. Thật vậy, theo điển tích được ghi, thần phả còn lưu giữ đến ngày nay chép rằng khu 6 được hình thành khá sớm trong nền văn minh châu thổ sông Hồng. Theo dòng lịch sử, từ một phần của xóm Tiền và xóm Chùa thành đội sản xuất xóm 10, cùng với xóm Thầy là đội sản xuất xóm 11 thuộc xã Việt Hòa, một làng quê với ngôi chùa cổ và lũy tre, đường ghép gạch đá nhỏ hẹp với ao hồ thùng vũng xen lẫn đa phần là mái nhà tranh tre. Từ khi khai sơn phá thạch, khai ấp lập làng đến nay, người dân khu dân cư số 6 đời nối đời sống có nhân ái thủy chung, có ơn sâu nghĩa nặng, đùm bọc yêu thương, đói no chia sẻ, biết đoàn kết đấu tranh chống thiên tai địch họa, biết dành ruộng chắc chiêu để tạo dựng đồng ruộng phì nhiêu, mở mang xóm làng chủ phú. Người dân U6 luôn trọng chữ tâm trong sách thánh hiền. Nhất âm nhất dương chi vị đạo, vạn lạc vạn hồng dĩ thiền tâm. Nghĩa là vạn vật trên đời đều từ âm từ dương mà ra. Ngàn vạn con cháu lạc hồng đều lấy chữ tâm làm trọng. Chữ tâm luôn gắn với chữ đức, được thể hiện trong đạo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ và lòng biết ơn các bậc tiền nhân khai ấp lập làng và có công với nước. Một bước chuyển đổi diệu kỳ, hòa nhập cùng với sự đổi mới của thành phố Hải Dương, từ sản xuất tập trung là nông nghiệp chuyển sang kinh tế dịch vụ và chăn nuôi phát triển ngành nghề của khu dân cư. Năm 2011, từ hai đội sản xuất nông nghiệp 10 và 11 tập trung thành khu 6, đất nông nghiệp đã đóng góp một phần cho nhà nước xây dựng giao thông và phát triển kinh tế. Công ty, xí nghiệp hình thành, nông dân thành công nhân, lao động chuyển mình, làng nghề mộc, khu chăn nuôi, ao cá, lợn, nghề thủ công, làm hương xuất khẩu.
Từ đó đời sống văn hóa được nâng lên rõ rệt, nhà máy bằng điện chiếu sáng, đường ngõ xóm, rồi tiến tới đường bê tông. Nhà văn hóa được sang sửa đẹp hơn, đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt cộng đồng. Đời sống văn hóa được nâng lên. Đi theo đó là văn hóa tâm linh cũng phát triển. Nhân dân đã đóng góp nhiều ngày công tiền của để tu tạo mái chùa, xây nhà mẫu, giếng nước, ao chùa, khang trang. Năm 2014, phường cùng khu dân cư tập trung xây dựng gắn biển số nhà, tên đường, tên ngõ. Đến nay nhà đã có số, đường đã có tên. Đời sống của nhân dân được nâng cao, người già đi tập dưỡng sinh, thể thao, cầu lông, thanh thiếu niên, bóng đá, vui chơi múa hát. Tổ quốc tung bay trên từng nóc nhà trong thôn xóm, không khí ngày lễ thật tưng bừng náo nhiệt, lộng lẫy sắc màu mừng ngày lễ trọng, cờ ngũ sắc tung bay trời xuân gió lộng, náo nức thôn trang vui no ấm giàu bền. Hơn 1.000 năm vùng đất Đông Luân không lụi tàn trong can qua đạn lửa, chẳng xô nghiêng sau liên miên bão tố gió ngàn, vẫn vẹn nguyên một tên làng, tên đất sáng vừng đông. Thế mới biết nước giàu không chỉ quân lương, dân mạnh còn nhờ đạo lý. Quốc tổ dân coi sơn hà xã tắc là thiêng, Bác Hồ dạy lấy độc lập tự do làm quý. Nhờ hồng phúc tổ tiên nhân dân khu 6 dựng cơ đồ trị ngã em nâng, cơn hoạn nạn bầu thương lấy bí, trồng cày chẳng quản mưa xa, vợ cấy ngại chi bão đổ, lúa xanh bát ngát ngoài đồng, quả chín chất trồng trước ngõ, cạnh tranh cả nước thi đua, hội nhập toàn dân ủng hộ, sư độc lập giang sơn ra ngựa không sờn, nay vì hưng thịnh quê hương cánh chim bằng quyết vỗ, giúp con cháu trăm điều chỉ vẽ, vì sự nghiệp nâng cao trí tuệ, lo đèn sách đạt nhiều hiền sĩ hiền tài, xã hội vinh danh trọng sĩ doanh nhân, cháu con hiếu học kế việc nước,
hiện phúc nhà, giữ muôn đời hồng lạc tinh hoa. Ngày lễ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu truyền cho thế hệ muôn sau. Và hôm nay khu dân cư số 6 càng tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến, lấy văn hóa cội nguồn để răn dạy cháu con rèn đức luyện tài, xây dựng xóm làng đoàn kết ấm no cường thịnh. Ngày xuân vui chảy hội làng, chiêng ngân chống dục rộn ràng đó đây. Cờ hồng lộng gió tung bay, đào khoe sắc thắm đơm đầy nắng xuân. Lòng người tỏa sáng chữ tâm, tên làng tên đất sáng ngời trang thơ. Mùa xuân nâng cánh ước mơ, lắng trong tiếng trúc tiếng tơ ngọt ngào. Sân đình lấp lánh ngàn sao, quê hương yêu dấu tạc vào tim ta.
xin chân thành kính mời các vị đại biểu khách quý, các cụ, con, các bà cùng toàn thể nhân dân ổn định cho tôi để chương trình buổi lễ chuẩn bị được bắt đầu. Cho phép Văn Hùng và Thu Hà xin được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho lễ đón nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa số 6 phường Việt Hòa của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Trước khi buổi lễ chính thức được bắt đầu, xin kính mời quý vị và nhân dân thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, chúng ta vừa kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt 85 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, trải qua muôn ngàn khó khăn thách thức, Đảng đã luôn lấy lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân lao động làm mục tiêu đấu tranh, phấn đấu để vững tin chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang. Nhờ có Đảng, người dân Việt Nam đã có độc lập tự do, đất nước ta đang trên đà phát triển, nhân dân ngày càng được ấm no hạnh phúc. Ý Đảng lòng dân hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên mùa xuân cách mạng, niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến bách thắng trước mọi khó khăn thử thách. Đảng đã mang lại mùa xuân tươi đẹp cho tất cả con người Việt Nam, để nói lên tình yêu thương tha thiết và sự biết ơn chân thành, sâu sắc của nhân dân ta đối với Đảng vinh quang và Bác Hồ kính yêu. Mở đầu chương trình, xin được gửi tới quý vị bài hát Đảng đã cho ta một mùa xuân, sáng tác Phạm Tuyên, biểu diễn Tốp ca nữ.
bài hát Ngàn Năm Ơi Hải Dương của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng sẽ dành tặng những lời ca tha thiết, tự hào, lời ca nét đẹp của quê hương qua sự thể hiện của Linh Nhâm. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
một lòng theo Đảng, hướng về niềm tin. Đậm mê Đảng, tình nghĩa quê hương. Lòng dân mừng khu sâu sang trang sử mới nghi, mừng Việt hòa phơi phới niềm mi vui, cuộc sống trào dâng nghi sống động tình ý nghĩ đời. Mừng khung khải hoàn ca dâng lên ý Đảng, xong tôi lại mừng mừng sáu lăm khu nhà phân đấu nghi, bao khó khăn khu vững bước niềm tin ánh sáng soi đường nghỉ, cùng chung sức dựng xây khu nhà lên khu văn ni hoa nghi, vậy có nghi tuyệt vời. Ngày nay dân khu tư duy hơn trước, có đường bê tông thênh thang ta bước, dân biết dân làm dân kiểm soát, ý Đảng lòng dân đã vẹn toàn, cho tình ấp ủ đất quê tôi. Nào, xin mời câu lạc bộ dưỡng sinh hội người cao tuổi khu sau lời ca tiếng hát chào mừng khu nhà nay được nên khu văn hóa. Nào xin mời hân hoan mừng vui ta ca hát, ta hát đi mừng nghỉ khu nghỉ ta nghỉ. Ta mua nghi ca ơi à,
tuổi cao chúng ta là niềm tin vững chắc cho con cháu tiếp bước xây dựng nước nghỉ nhà. Hồi tuổi cao chúng ta, ta luôn luôn gương mẫu
yêu. Sống mình nặng ấm nặng trong gió, sống rách gầm chôn xác quân ngoài xa. Giữa trưa hè còn hồn ngàn lần lên đất.
ba quay anh dưới rồi cho. Bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác Đỗ Nhuận, biểu diễn Thanh Yêu, Thanh Hưng, Giáng Tuyết và Tốt Múa. Thành viên cho đội văn nghệ lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho tiếng hát của đội luôn làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong khu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đội văn nghệ. Sau đây chương trình buổi lễ đón bằng công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa số 6 phường Việt Hòa xin được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ.
mời quý vị an toàn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự phấn đấu của mọi tầng lớp nhân dân, cuộc vận động có nhiều khởi sắc. Năm 2014, toàn phường có 2.183 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Qua quá trình bình xét cuối năm đạt 89,28% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Có 2 khu đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa. Qua kiểm tra đánh giá của ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hải Dương, đã có 1 khu đạt được các tiêu chí khu dân cư văn hóa, được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, nâng tổng số khu dân cư văn hóa là 3/8 khu trong toàn phường. Thực hiện quyết định số 3733 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về việc công nhận khu dân cư số 6 phường Việt Hòa đạt khu dân cư văn hóa năm 2014. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động, mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với chương trình kế hoạch hoạt động ở khu dân cư để đón nhận danh hiệu cao quý, danh hiệu mà cán bộ và nhân dân khu dân cư số 6 đã dày công phấn đấu riêng. Rất vinh dự tự hào được long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa. Và dự buổi lễ đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hải Dương. Đề nghị quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ có đồng chí Thành ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Dương Nghĩa, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hải Dương, Phó ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, các đồng chí trong ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, các đồng chí trưởng các phòng ban chức năng của thành phố, đại biểu đại diện thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Hải Dương, các đồng chí phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố về dự và đưa tin. Đề nghị quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu phường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Lê Đức Đức, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Trần Văn Bút, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đề nghị quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, hiệu trưởng các trường học, cán bộ công chức phường, ban chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phường, ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Việt Hòa, công an phường, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn phường, đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường. Đề nghị quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Một thành phần quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay là sự hiện diện đông đủ của các tầng lớp nhân dân, các hộ gia đình, các doanh nghiệp là con em trong khu dân cư, những người góp phần chính trong việc tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ khu dân cư. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ đón bằng khu dân cư văn hóa để cổ vũ và động viên cán bộ và nhân dân khu dân cư số 6, các đại biểu đại diện thành phố và phường đến dự có những bó hoa tươi thắm đến chúc mừng và chia vui. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời thay mặt các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân phường lên tặng hoa chúc mừng. Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Công an phường đại diện cho cán bộ công chức phường lên tặng hoa chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin chân
thành cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Tốt, trưởng khu dân cư, lên đọc báo cáo tóm tắt thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa. Xin trân trọng kính mời ông. Kiểu được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin đọc báo cáo. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa, khu dân cư số 6, Việt Hòa, ngày 4 tháng 4 năm 2015, báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa. Kính thưa ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, trưởng ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Hải Dương. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể nhân dân, trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc khánh tế mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 2015. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Việt Hòa cùng khu dân cư số 6 long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa năm 2014. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân khu 6, tôi xin báo cáo thành tích quá trình xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2014 như sau. Trước hết, cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, khu 6 trước kia là đội sản xuất số 10, số 11 được thành lập theo khu dân cư số 6 quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Khu dân cư số 6 có vị trí địa lý phía đông giáp phường Cẩm Thượng, phía tây giáp khu 5, khu 7, phía nam giáp quốc lộ 5, phía bắc giáp sông Thái Bình. Hệ thống giao thông đi lại thuận tiện, có diện tích 552,457 m² với 297 hộ dân, 1.080 nhân khẩu, có 22 gia đình liệt sĩ, 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 9 thương binh, 3 đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Khu dân cư có 1 chi bộ đảng gồm 44 đồng chí đảng viên, trong đó có 1 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được tặng huy hiệu 50 tuổi đảng, 16 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 7 đồng chí được tặng 30 năm tuổi đảng và nhiều năm liền. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2005, do tình hình phát triển đô thị mới, phần lớn diện tích canh tác của nông nghiệp của khu dân cư số 6 được nhà nước thu hồi, nhân dân nhanh chóng chuyển đổi sản xuất kinh doanh các ngành nghề như nuôi thủy sản, thợ xây, thợ mộc, thợ cơ khí, kinh doanh vận tải, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại và nhỏ phát triển nhanh chóng. Một số hộ chuyển sang kinh doanh nhà trọ phát triển cho sinh viên. Dần dần đời sống của nhân dân ngày được ổn định. Thực hiện một cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư trong những năm qua, với sự lãnh đạo và cấp ủy đảng, ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đoàn kết, và sự phấn đấu của nhân dân khu dân cư đã đạt được kết quả như sau. Một, về quy ước nhân dân khu 6 xác định muốn xây dựng khu dân cư văn hóa, trước hết gia đình ra văn hóa. Với mục tiêu đó, ngay từ ngày 12 tháng 11 năm 2002, ban soạn thảo quy ước của khu dân cư được thành lập do đồng chí Kỷ Hưng làm tổ trưởng, đồng chí trưởng ban trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận soạn thảo quy ước. Toàn thể hội nghị nhân dân và các ban ngành toàn thể đóng góp ý kiến quy ước khu dân cư đã được
toàn vẹn gồm 6 chương 23 điều, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và quy các quy của nhà nước, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương phê duyệt theo quyết định 595/2003 QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 19/6/2003. Từ đó đến nay, khu dân cư thường xuyên chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế của khu dân cư, trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất để có hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2014, tổng số gia đình đăng ký văn hóa 285 hộ, số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa 277 hộ, bằng 93,26%. Hệ thống loa truyền thanh hoạt động đều trong tuần, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, lắp đặt đường điện chiếu sáng, nguồn vốn được nhà nước và nhân dân đóng góp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì sôi nổi. Trong khu có một câu lạc bộ văn nghệ, một câu lạc bộ bóng bàn, một câu lạc bộ bóng đá, một câu lạc bộ cầu lông, một câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ đi bộ, câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu. Ngoài ra còn các hoạt động đi bộ, thể dục dưỡng sinh và các thể thao khác. Khu dân cư có tủ sách có trên 350 đầu sách các loại để phục vụ cho nhân dân. Phong trào tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội, khu dân cư triển khai tuyên truyền rộng rãi dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự tuyên truyền của ban ngành đoàn thể, nhất là ban công tác mặt trận. Khu dân cư đã vận động các gia đình tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội lành mạnh, tiết kiệm, không lãng phí, an toàn, giữ gìn bản sắc của dân tộc, không mê tín dị đoan. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần thương thân thương ái, đùm bọc lẫn nhau, với ý thức trách nhiệm của mỗi người dân chung tay gánh vác, chia sẻ cộng đồng, nên các cuộc vận động xây dựng như các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, toàn dân chăm sóc cao tuổi, quỹ chất độc da cam, quỹ khuyến học ủng hộ đồng bào lũ lụt và nhiều quỹ khác đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Các loại thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các sắc thuế, phí, lệ phí theo pháp lệnh của mọi người đều thực hiện đầy đủ, nhanh gọn, đúng thời gian, không có nợ đọng. 3. Về công tác y tế, khu dân cư có một cộng tác viên y tế hoạt động tích cực, thường xuyên tuyên truyền vận động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào phòng bệnh cho theo mùa nhiều năm liền, khu dân cư không có dịch bệnh xảy ra. Số trẻ em và phụ nữ được tiêm vaccine và uống thuốc vitamin A 100%, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng. Trong những năm qua, được sự quan tâm và giúp đỡ của ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn thương tích trẻ em và xây dựng cộng đồng Việt Nam, khu dân cư số 6 đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng và thực hiện đề án phòng chống tệ nạn thương tích trẻ em và cộng đồng an toàn. Kết quả đã có 85% gia đình đạt ngôi nhà an toàn. 4. Về giáo dục, hàng năm số cháu mẫu giáo lớp 1 hoàn thành phổ cập tiểu học, học và trung học cơ sở đạt 100%, số cháu đi vào trường phổ đạt 90%. Hàng năm có nhiều cháu đỗ vào đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp. Khu dân cư đã thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài và duy trì hoạt động khen thưởng, động viên các cháu có thành tích trong học tập năm sau cao hơn năm trước. Các gia đình phụ huynh và nhiệt tình ủng hộ, năm 2014 tặng cho 76 cháu có thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, dòng họ khu dân cư đều thành lập quỹ khuyến học, do đó phong trào học tập ngày càng phát triển. 5. Về ngôi trường, khu dân cư thành lập tổ gom rác tự quản, bảo đảm thu gom vận chuyển đến đúng nơi quy định. Mọi người dân có ý thức bảo vệ cảnh quan ngôi trường. Mỗi độ xuân về, hưởng ứng Tết, phong trào trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ chăm sóc cây xanh, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. Công tác tự quản trên các tuyến đường đảm bảo 100% số hộ xây dựng đều xin phép được thực hiện tốt chế độ quản lý đô thị. 6. Phát triển kinh tế. Trong những năm qua, nền kinh tế nói chung và các biến động, nhưng đời sống của nhân dân khu 6 ngày càng phát triển ổn định. 100% số nhà xây nhà cao tầng đạt 83,95%, số hộ giàu 96 hộ đạt 15,35%, số hộ khá 150 đạt 50,7%, số hộ trung bình 93 hộ đạt 31,17%, số hộ nghèo 8 hộ đạt 2,73%, không có hộ đói 100%, số hộ được sử dụng điện thắp sáng và nước sạch 100%, số hộ có phương tiện nghe nhìn 95%, số hộ có xe máy có trên 2.300 đường giao thông bê tông hóa đạt 98%. Năm 2014 có 2 tuyến đường được nhân dân làm lại với dài trên 600, trị giá trên 700 triệu đồng, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. Cơ khí được nhân dân tích cực chuyển đổi theo đúng điều lệ của Đảng bộ phường Việt Hòa khóa 20 đã đề ra, trong đó nông nghiệp 20%, công nghiệp và xây dựng 35%, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại 45%. Trong khu có 24 hộ chuyển đổi sang mô hình VAC với diện tích canh tác 3,6 hecta nghề mộc để trở thành nền sản xuất tiêu thủ công nghiệp mũi nhọn với 6 tổ hợp sản xuất, 1 cơ sở sản xuất bánh kẹo Hương Quỳnh, 1 cơ sở sản xuất hương xuất khẩu Đài Loan, 1 cơ sở gạch xi măng, 2 cơ sở sản xuất cơ khí, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển nhanh chóng. Trong khu có 2 hộ kinh doanh vận tải xây dựng, 3 hộ kinh doanh vận tải và 54 hộ kinh doanh nhà trọ với tinh mô sản xuất kinh doanh giỏi trung ương như cơ sở sản xuất Anh Đinh Văn Quân và nhiều gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, thành phố và phường, đã tạo nên bức tranh kinh tế sôi động của một làng quê chuyển mình theo cơ chế thị trường, tạo công ăn việc làm theo thu nhập ổn định cho người lao động. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo của khu dân cư ngày càng được mới khang trang bảy về trật tự an ninh xã hội. Khu dân cư có một tổ dân phòng gồm 5 đồng chí thường xuyên tuần tra kiểm tra, nhất là quản lý tạm vắng tạm trú, an ninh trật tự được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, mọi mâu thuẫn đều được phát hiện và giải quyết kịp thời có hiệu quả, mọi người dân đều vui vẻ ổn định làm ăn, thanh niên trong độ tuổi đều được thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, không có trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự, toàn dân thực hiện tốt nghị định 36 của chính phủ không tàng trữ và chất pháo nổ trong dịp Tết, thực hiện tốt đề án làng an toàn, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đã được công an tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen. 8. Về phong trào đoàn thể và các tổ chức xã hội, các đoàn thể của trong khu dân cư bám sát vào nhiệm vụ của khu dân cư, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Vai trò của đoàn ban công tác mặt trận có ý nghĩa quan trọng nhất, phối hợp hành động với các đoàn thể thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, tạo động lực mạnh mẽ gắn bó chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Các đoàn thể trong khu đều duy trì tốt hoạt động của mình, mọi phong trào thi đua được các đoàn thể phát động sôi rộng và đoàn viên hội viên đều đạt kết quả cao, được
cấp trên khen thưởng và mọi người cùng nhau đoàn kết gắn bó sức mạnh của khu dân cư. Về đánh giá chung, khu dân cư số 6 được thành tích như ngày hôm nay trước hết là sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo đời sống văn hóa của thành phố và phường Việt Hòa, đồng thời sự quyết tâm và sáng tạo của chi bộ, sự hăng hái sôi động của đội ngũ cán bộ và đoàn thể, sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể nhân dân trong khu. Cán bộ và nhân dân khu 6 hôm nay thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, cùng nhau đoàn kết chăm lo phát triển kinh tế, gìn giữ bảo vệ an ninh trật tự trong khu dân cư, xảy ra trọng án và các tội phạm khác, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ổn định và phát triển. Với những kết quả trong năm qua, chi bộ Đảng luôn luôn được đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các đoàn thể khu dân cư đều đạt tiên tiến xuất sắc và đã đạt được cấp trên tặng nhiều giấy khen các loại. Chính vì vậy, năm 2014, khu dân cư số 6 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt cho cán bộ và nhân dân khu 6, tôi xin cảm ơn sâu sắc tới Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa và các cấp, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường Việt Hòa, các ban ngành đoàn thể của phường trong những năm qua đã quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời để khu dân cư số 6 được như ngày hôm nay. Cuối cùng, thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân khu 6, xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, quý khách, các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của phường, các khu dân cư, các cơ quan doanh nghiệp, cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng khu dân cư số 6. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và khu dân cư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác của các tổ chức chính trị xã hội. Trong năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sắc của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố. Do vậy, cán bộ và nhân dân khu 6 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hôm nay, trong buổi lễ trọng thể này, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương công nhận khu dân cư số 6, phường Việt Hòa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đồng thời điều hành nội dung trao bằng công nhận khu dân cư văn hóa. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân khu dân cư số 6, phường Việt Hòa. Được sự phân công của Ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định về việc công nhận khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2014. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, số 3733. Thành phố Hải Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2014. Quyết định về việc công nhận khu dân cư số 6, phường Việt Hòa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2014. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ Nghị định số 42 ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng,
căn cứ quyết định số 12 ngày 5 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể về xét công nhận danh hiệu làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và ý kiến của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố. Quyết định Điều 1. Công nhận khu dân cư số 6, phường Việt Hòa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2014. Điều 2. Khu dân cư văn hóa số 6 được cấp bằng công nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng để hỗ trợ tăng cường các thiết chế văn hóa. Kinh phí thưởng được trích từ nguồn ngân sách của Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo kế hoạch năm 2015. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, Thủ trưởng các phòng liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa và khu dân cư số 6 căn cứ quyết định thi hành Chủ tịch Đoàn Việt Hùng. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi vừa công bố xong quyết định về việc công nhận khu dân cư số 6 phường Việt Hòa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2014. Xin được nhiệt liệt chúc mừng khu dân cư số 6 khu dân cư văn hóa. Đề nghị đồng chí Bí thư chi bộ và đồng chí trưởng khu dân cư số 6 phường Việt Hòa lên phía trên sân khấu. Và kính mời đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hải Dương lên trao bằng công nhận, tặng hoa chúc mừng và phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Là cán bộ đảng viên và nhân dân của khu dân cư 6 của phường Việt Hòa. Đến hôm nay thì trong không khí của những ngày tháng tư lịch sử đang hướng về kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thì chúng tôi trong lãnh đạo của thành phố, trong ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thành phố, được có một cái niềm vui được về dự một buổi lễ rất là long trọng của Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa để tổ chức cho lễ đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa đối với khu dân cư số 6 của phường Việt Hòa. Đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt cho lãnh đạo thành phố và ban chỉ đạo thành phố xin được trân trọng gửi tới các chỉ đạo hết quý cùng toàn thể các bác và con sĩ cùng nhân dân khu dân cư 6 phường Việt Hòa lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc mừng khu dân cư ta trở thành khu dân cư văn hóa. Kính thưa toàn thể các bác và các đồng chí, trong suốt những năm qua thì phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thành phố Hải Dương chúng ta đã có cái bước phát triển mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân cùng với sự chỉ đạo rất là sâu sát cụ thể của các cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Trong không khí chung đó thì phường Hải Hòa cũng là một trong những đơn vị tích cực hưởng phong trào. Và tính đến thời điểm này thì cũng báo cáo với các bác và các đồng chí là thành phố Hải Dương đã có 169 trên tổng số 226 khu cư đã được công nhận là khu cư văn hóa và đạt cái tỷ lệ là khoảng 74.8%. Và trong năm 2014 vừa qua thì thành phố ta có được 11 khu
được công nhận là khu dân cư văn hóa năm 2014, và trong đó thì có khu dân cư 6 của phường Hòa Khánh Nam. Kính thưa toàn thể các bác và các đồng chí, để đạt được danh hiệu khu dân cư văn hóa thì cũng như nhiều khu dân cư khác của thành phố, và đặc biệt là với Việt Hòa với đặc thù riêng, thì chúng ta đã trải qua một thời gian phấn đấu bền bỉ, không biết mệt mỏi, và từ những năm 2002 thì các bác đồng chí đã có những nét bút đầu tiên để mà chúng ta xây dựng quy ước của một khu dân cư. Và trên cơ sở quy ước của khu dân cư, với sự tham gia đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, rồi sự tham gia của cán bộ đảng viên nhân dân khu, thì chúng ta cũng đã hoàn thiện cái quy ước đấy qua từng năm. Và điều đặc biệt nhất là quy ước đó thì tôi nghĩ đã được cán bộ và nhân dân khu 16 chúng ta hiểu rõ và thực hiện một cách nhiệt tình, trách nhiệm. Và tất cả những điều đó thì nó đã tạo ra một cái sức mạnh đoàn kết trong khu cư, và giúp cho khu chúng ta đã thực hiện thắng lợi tất cả những nhiệm vụ chính trị mà đảng, chính quyền của phường Lộc Hòa giao cho khu cư 6. Trong đó thì mà báo cáo của đồng chí trưởng khu cư thì đã nêu rất là rõ. Tôi xin phép chỉ nhắc lại một vài nét chính. Trước hết là với 44 đảng viên thì chi bộ khu cư 6 cũng đã phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu và nòng cốt của chi bộ đảng, đã lãnh đạo mặt trận, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của khu 6 chúng ta hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen, và khu chúng ta cũng nhiều năm liền được công nhận là khu kinh tế rồi khu kinh tế xuất sắc. Thì trong đó thì khẳng định là chúng tôi thì cũng có cái điều kiện về khu dân cư 6 nhiều lần, thì thấy rằng sau mỗi một năm thì bộ mặt của khu dân cư cũng thay đổi rất nhiều, ví dụ như đường điện, đường ngõ xóm hay đường điện chiếu sáng, thì nếu cách đây khoảng độ 5-7 năm thì cũng còn rất là khó khăn, đúng không ạ? Và đến thời điểm này thì với sự đóng góp xã hóa của nhân dân hơn 700 triệu thì chúng ta đã hoàn thành cái việc mà trải bê tông của toàn bộ các cái tuyến ngõ xóm, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đường xóm phong quang, sạch đẹp và thay đổi hoàn toàn bộ mặt khu dân cư. Và cùng với đó thì với những nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2006, thì gần đây thì cũng được cán bộ đảng viên và nhân dân trong khu là xã hội hóa, chúng ta tiếp tục nâng cấp từ cái sân cái nhà văn hóa, để tăng cường các cái trang thiết bị trong nhà văn hóa, giúp cho nhà văn hóa của khu chúng ta cũng đã phát huy được cái vai trò là cái địa chỉ văn hóa trung tâm của khu cư. Và tôi được biết là khu dân cư chúng ta cũng là một trong khu cư có truyền thống đoàn kết, là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, rồi cái truyền thống để chúng ta bắt tay với nhau, cùng nhau để làm các công việc khu cư. Qua các đồng chí của địa phương thì tôi được biết là ví dụ như cái sân của nhà văn hóa này thì chỉ có xi măng thôi, đúng không ạ? Còn toàn bộ là gạch cát, rồi cái việc là đổ cái sân này thì đều do cán bộ nhân dân chúng ta sắm tay vào, vừa ủng hộ vừa làm, đúng không ạ? Xong lại có một buổi liên hoan rất là vui vẻ. Qua đó thì nó thể hiện cái sự đoàn kết và một cái truyền thống của khu dân cư. Rồi đặc biệt là khu dân cư chúng ta thì với 297 hộ nhưng mà có tới 83.95% số hộ gia đình là có nhà kiên cố cao tầng, còn lại đều là nhà kiên cố cả. Rồi 65% số hộ khá hộ giàu chỉ còn có 8 hộ nghèo. Thì qua đó thì mặc dù là khu dân cư trong báo cáo thì đồng chí trưởng thôn đã nói là chúng ta trong hơn chục năm qua thì gặp rất nhiều khó khăn chuyển từ sản xuất nông nghiệp đến khi chúng ta không còn ruộng nữa mà chuyển sang làm dịch vụ và các ngành nghề khác. Tuy nhiên thì nhân dân trong khu đã động viên nhau và chúng ta cùng phát triển kinh tế gia đình, giúp cho cái số hộ khá hộ giàu như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một kết quả thắng lợi rất lớn. Ngoài ra thì khu chúng ta cũng là một trong những khu mà có rất nhiều loại hình câu lạc bộ. Đấy, tôi thấy có rất nhiều câu lạc bộ từ thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Minh chứng là những cái tiết mục văn nghệ cũng hết sức là đặc sắc. Và tôi nghĩ rằng là với cái tầm khu dân cư mà có những tiết mục cũng phải nói là đến tương đương với lại những cấp phường, nhưng không phải là cấp khu nữa. Đấy, rồi ngoài ra thì rất nhiều các cái hoạt động các câu lạc bộ cũng đã góp phần làm phong phú cái đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ và đảng viên trong khu dân cư. Thì các hoạt động khác như phong trào khuyến học khuyến tài thì của khu dân cư chúng ta cũng là một trong khu dân cư mà chúng ta được thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong khu.
Ngoài ra thì cái việc giữ gìn cái vệ sinh môi trường và vân vân và tất cả hoạt động khác của khu dân cư thì cũng là một trong khu đi đầu của phường Thái Hòa, và đặc biệt là trong cái tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ Liên Hợp Quốc và đề án xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự vừa qua, thì khu 6 cũng là một trong khu dân cư của phường Thái Hòa được ban chỉ đạo của thành phố khen thưởng là một trong khu đã hoàn thành xuất sắc. Như vậy là cái tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội của khu dân cư cũng là một trong những đơn vị được giữ vững. Hội tụ tất cả các điều kiện đó thì đồng thời khu 6 của chúng ta cũng hội tụ đầy đủ tiêu chí của một khu dân cư văn hóa, và kết quả là năm 2014 thì ban chỉ đạo thành phố tôi cũng đã tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo của thành phố ra quyết định số 3733 ngày 31 tháng 12 năm 2014 công nhận khu dân cư 6 chúng ta là khu dân cư văn hóa năm 2014. Một nữa xin trân trọng đề nghị các vị đồng quý cùng toàn thể các bác đồng chí có mặt tại đây, chúng ta cùng nhau vỗ tay để chúc mừng cho danh hiệu mà khu dân cư đã đạt được, danh hiệu khu dân cư văn hóa. Kính thưa toàn thể các bác đồng chí, như vậy là giành được danh hiệu khu dân cư văn hóa thì chúng ta đã có một cái quá trình từ năm 2002 chúng ta bắt đầu xây những cái dân gạch đầu tiên, và đến thời điểm này thì sau gần 14 năm thì chúng ta mới đạt được danh hiệu. Như vậy là con đường phấn đấu hết sức là vất vả, và để duy trì và phát huy một cách bền vững để làm sao cho danh hiệu khu dân cư văn hóa thì chúng ta nói long anh, và mỗi người dân của khu dân cư 6 chúng ta có quyền tự hào là chúng ta là công dân của một khu dân cư văn hóa. Thì trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng đề nghị các đồng chí trong chi bộ, cán bộ đảng viên và nhân dân trong khu chúng ta sẽ thực hiện tốt một số công việc sau đây. Cái việc đầu tiên là ngày xưa khi mà chúng ta xây dựng khu dân cư văn hóa thì từ ký ức, và bây giờ trở thành khu dân cư văn hóa thì cũng đề nghị các bác tiếp tục từ ký ức. Chúng ta sẽ nâng tầm cái ký ức của chúng ta với những cái tiêu chí nó cao hơn, nó khác với lại ngày xưa chúng ta chưa khu dân cư văn hóa, bây giờ là khu dân cư văn hóa thì các tiêu chí đòi hỏi cao hơn, và chúng ta phải làm thật tốt công tác tuyên truyền để cho mỗi người dân của khu dân cư ta nắm bắt được cái quy ước của một khu dân cư văn hóa, và đồng thời chúng ta với sự tự hào là công dân của khu dân cư văn hóa thì chúng ta có những hành động lời nói Việt Nam phù hợp với việc mà chúng ta là công dân của khu văn hóa, nó phải khác ngày xưa, báo cáo báo chí như vậy. Thì cái điều đó thì là cái điều đầu tiên mà tôi mong rằng là chúng ta sẽ làm được. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, của các chi bộ đoàn thể, để chúng ta tiếp tục thực hiện một cách tốt hơn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cũng như cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu cư ở khu 6 chúng ta làm sao nó hiệu quả tốt hơn. Đồng thời với nó thì chúng ta cũng phải tiếp tục thực hiện tốt các công việc khác, ví dụ như chúng ta vẫn phải thường xuyên nâng cao cơ sở hạ tầng các cái thiết chế văn hóa của nhà văn hóa của khu cư, rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ vững cái an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bằng cái việc mà chúng ta tiếp tục duy trì danh hiệu khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm thật tốt cái việc giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, để làm sao khu dân cư văn hóa thì có lẽ là phải mục tiêu là không còn hộ nghèo. Chúng ta còn 8 hộ thì chúng ta sẽ từng bước để không còn hộ nghèo nữa, thì đấy cũng là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là các bác đồng chí cũng cần quan tâm. Ngoài ra thì cũng báo cáo các bác đồng chí là trong cái thời gian tới đây thì thành phố Hải Dương đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại 1 trước năm 2020. Thì cái mục tiêu đó đòi hỏi mỗi cán bộ, mỗi đảng viên của thành phố Hải Dương chúng ta phải có những cái đóng góp bằng công sức. Đấy, từ cái việc chỉnh trang cái khu dân cư của từng gia đình để tham gia đóng góp và phát triển kinh tế xã hội của từng người để đóng góp vào cái công việc đó, thì tôi mong rằng là khu dân cư 6 ra là khu văn hóa vừa đạt được thì sẽ là khu có nhiều thành tích trong năm tới để chúng ta góp phần vào thành tích chung của thành phố. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu quý, toàn thể nhân dân, đối với phường Thái Hòa thì chúng ta như vậy hôm nay chúng ta có 3/8 khu được công nhận là khu dân cư văn hóa. Khu đầu tiên được công nhận năm 2002, khu 2 năm 2012,
và năm nay thì chúng ta được công nhận khu thứ 3 và với tỷ lệ chúng ta đạt được khoảng 37%. Như vậy là tỷ lệ cũng khá thấp, chỉ bằng một nửa ở thành phố. Và chúng tôi mong rằng là với buổi lễ hôm nay, với tinh thần buổi lễ hôm nay, với cái việc mà cán bộ đảng viên nhân dân khu thứ 6 tưng bừng đón danh hiệu văn hóa sẽ là một động lực giúp cho các khu dân còn lại của phường Việt Hòa cũng sẽ phấn đấu để sớm trở thành khu dân văn hóa. Và chúng tôi hy vọng là trong một thời gian gần nhất thì chúng tôi có thể lại tiếp tục về Việt Hòa cùng chia sẻ cái niềm vui với cán bộ và nhân dân các khu dân khác của phường Việt Hòa trong việc đón nhận danh hiệu khu dân văn hóa. Đó cũng là cái mong muốn và cũng là cái nhiệm vụ và xin được giao lại cho lãnh đạo đảng, chính quyền của phường Việt Hòa cũng như ban chỉ đạo của phường Việt Hòa. Vừa nữa thì được về dự buổi lễ xin trân trọng kính chúc toàn thể quý vị và các quý, toàn thể các bác và đồng chí và qua các bác đồng chí gửi lời chúc tới toàn thể nhân dân của khu thứ 6 lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, sẽ có nhiều niềm vui, nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống và chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Được đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa do Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng. Toàn nhân dân chúng tôi vô cùng phấn khởi, vui mừng vì đây là một phần thưởng to lớn mà Đảng và Nhà nước đã dành cho nhân dân khu 6 chúng tôi đã qua nhiều năm phấn đấu. Trên chặng đường phấn đấu đi lên, nhân dân khu 6 chúng tôi luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp mà trực tiếp là phường Việt Hòa, là cấp ủy chi bộ, chính quyền và các đoàn thể đã thường xuyên sát sao cùng nhân dân trong khu đoàn kết, khắc phục khó khăn về đời sống xã hội, về xây dựng cơ sở vật chất, về vị trí địa lý phức tạp, khu dân cư. Vì vậy, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu 6 đã được thực hiện tốt các mặt công tác sau. Thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2014 đạt 93,26%. Công tác giáo dục, y tế, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt, an ninh trật tự giữ vững, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, mọi người nhân dân trong khu đều có ý thức tốt. Nhân dân trong khu luôn chấp hành chính sách chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương và quy ước của khu dân cư. Trong mọi phong trào cũng như các việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của khu dân cư, nhân dân đều tự giác tham gia, luôn thể hiện là những công dân gương mẫu trong thường xuyên giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Có được những kết quả phấn đấu những năm qua đã là phản ánh đầy đủ ở trong báo cáo mà đồng chí trưởng khu đã thông qua. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để được vinh dự đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa năm 2, trong niềm vui chung, nhân dân khu 6 vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ các cấp lãnh đạo trực tiếp là Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thường xuyên chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi để khu 6 chúng tôi được kết quả ngày hôm nay. Nhân buổi lễ trọng thể này, chúng tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Dương, các đồng chí lãnh đạo phường Việt Hòa những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chúng tôi luôn xác định để phấn đấu trở thành một khu dân cư văn hóa đã là khó khăn, song việc giữ vững danh hiệu đó lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng tập thể cán bộ và nhân dân khu 6 xin hứa với các đồng, với các vị đại biểu khách quý, xin hứa với các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đồng chí lãnh đạo phường Việt Hòa, dù hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ và nhân dân khu 6 luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương và xây dựng toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa, quyết tâm giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, không để phụ lòng tin tưởng và sự quan tâm lãnh đạo của các cấp đã dành cho chúng tôi. Trên bước đường tiếp tục, chúng tôi rất mong được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cấp lãnh đạo,
để khu 6 chúng tôi có đủ một sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ trọng đại mà ngày hôm nay Tuấn Bằng công nhận khu dân cư văn hóa mà nay đã giao cho. Cuối cùng, một lần nữa, tôi thay mặt nhân dân trong khu xin được gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể buổi lễ một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn bà Phan Đình Tâm. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, việc phấn đấu xây dựng khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa là quá trình bền bỉ trong nhiều năm với nhiều khó khăn vất vả, nhưng việc giữ vững, duy trì và phát huy còn khó khăn hơn. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lương Văn Sáng, Bí thư chi bộ 6 lên phát biểu hưởng ứng phong trào và cam kết giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Vũ Tiến Phụ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, trưởng Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố và địa phương, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí sôi nổi cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, càng phấn khởi hơn nữa khi hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Việt Hòa và khu dân cư số 6 long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa năm 2014. Rất vinh dự cho cán bộ và nhân dân khu 6 được đón đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các phường bạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, các khu dân cư và các đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân khu dân cư số 6 đã tới dự và vui chung lễ đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa hôm nay. Thay mặt cán bộ và nhân dân khu 6, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, trong nhiều năm liền, khu dân cư số 6 phường Việt Hòa đã thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là quá trình đăng ký và phấn đấu xây dựng khu dân cư văn hóa từ năm 2001 đến nay. Cán bộ và nhân dân trong khu đã nỗ lực phấn đấu xây dựng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ như báo cáo do đồng chí Lê Văn Tốt, trưởng khu dân cư vừa trình bày. Có thể nói rằng đó là một quá trình phấn đấu liên tục bền bỉ của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu 6 với những thành tích đã đạt được trong những năm qua đến nay, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương ra quyết định công nhận khu 6 đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Đó là niềm tự hào của toàn thể cán bộ và nhân dân trong khu, đánh dấu mốc son lịch sử về quá trình phấn đấu xây dựng khu dân cư văn hóa. Có được vinh dự lớn lao ngày hôm nay là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Trực tiếp là ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của thành phố Hải Dương, cùng với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu đồng sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu. Kính thưa các đồng chí, tại buổi lễ đón bằng công nhận khu dân cư văn hóa hôm nay, được đồng chí Vũ Tiến Phụ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, trưởng ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Dương phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu 6. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng việc phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa là một cả một quãng thời gian dài với nhiều khó khăn vất vả, nhưng việc phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa còn khó khăn vất vả rất nhiều lần. Vì vậy, để tiếp tục phấn đấu trong những năm tiếp theo, tại buổi lễ long trọng này, thay mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư số 6 xin hứa với lãnh đạo địa phương và các đồng chí lãnh đạo trong toàn phường sẽ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như sau. Một là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đoàn kết đồng sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng các nhu cầu của nhân dân. Ba là đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách,
những người có công thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường được đảm bảo, an ninh trật tự giữ vững. 4 là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cuộc vận động toàn dân đoàn kết, phát huy hơn nữa những thành tích đã được giữ vững và duy trì bền vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng các cấp lãnh đạo, các vị đại biểu, quý khách tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ, đảng viên và nhân dân khu 6 phấn đấu thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và các chỉ tiêu của đại hội đảng các cấp. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo khu dân cư và nhân dân khu dân cư, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đồng chí Bí thư Chi bộ 6. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Bút, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên phát biểu và phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cảm ơn với mạng buổi lễ, xin trân trọng kính mời. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân khu dân cư số 6. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng làng khu dân cư an toàn, khu dân cư văn hóa của thành phố Hải Dương, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và các khu dân cư trên địa bàn phường Việt Hòa đã nhận thức được ngày càng đầy đủ về vai trò vị trí của văn hóa và nhân tố con người, cho nên phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa phát triển từng bước vững chắc, hiệu quả, tác động tích cực tới các mặt đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng phường Việt Hòa ngày một giàu đẹp văn minh, góp phần cùng các phường bạn xây dựng thành phố Hải Dương ngày càng đổi mới, tiến tới năm 2020 trở thành đô thị loại 1. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban phường Việt Hòa đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu theo các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa phát triển nhằm nâng cao hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Các nội dung của cuộc vận động được phường Việt Hòa triển khai sâu rộng tới 8/8 khu dân cư trong toàn phường. Phong trào xây dựng khu văn hóa được đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp nhận hưởng ứng, đã đem lại hiệu quả thiết thực, đồng thời đã trở thành phong trào thi đua yêu nước giữa các khu dân cư, tạo thành động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thành phố giao cho phường hàng năm. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, nhiều năm qua, khu dân cư số 6 đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, như tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường bê tông ngõ xóm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ngõ xóm, nâng cấp nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hội họp của nhân dân. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được cấp ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo và nhân dân tích cực thực hiện, lên các đường phố ngõ xóm trong khu ngày một khang trang sạch sẽ hơn. Năm 2014, với sự cố gắng quyết tâm cao của nhân dân và cán bộ đảng viên, khu dân cư số 6 đã hoàn thành bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm với tổng chiều dài 3 km, tạo cho khu dân cư diện mạo khang trang sạch đẹp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, phòng chống các tệ nạn xã hội được cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo khu dân cư, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu quan tâm chăm lo, làm tốt công tác hòa giải, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Vì vậy, đời sống nhân dân trong khu ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, cùng nhau giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc, thực hiện tốt việc lành mạnh hóa, việc cưới, việc tang, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tình cảm trong cộng đồng khu dân cư ngày càng đoàn kết gắn bó, tạo lên không khí phấn khởi, tin tưởng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cùng nhau đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Có thể nói, trải qua một quá trình phấn đấu liên tục bền bỉ của nhân dân, cán bộ, đảng viên nhân dân khu 6, với những thành tích đạt được trong những năm qua, đến nay đã được Ủy ban thành phố Hải Dương ra quyết định 3733 ngày 31 tháng 12 năm 2014 công nhận khu dân cư số 6 đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa,
tôi xin trân trọng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà khu dân cư số 6 đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2014. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể nhân dân, được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa là niềm vinh dự tự hào đối với nhân dân và cán bộ đảng viên khu dân sau số 6 nói riêng, đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân và đảng bộ phường Việt Hòa. Nói chung, niềm vui của khu dân cư số 6 được nhân đôi khi buổi lễ đón bằng công nhận là khu dân cư văn hóa được tổ chức trong không khí chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Đây là một dấu son, một điểm nhấn đánh dấu sự trưởng thành và phát triển toàn diện của khu dân cư số 6. Hôm nay trong ngày vui trọng đại của khu dân cư văn hóa số 6, chúng ta phấn khởi được tiếp đón các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu khách quý của thành phố. Sự có mặt của các đồng chí là niềm vui, niềm hạnh phúc, sự khích lệ động viên rất lớn đối với nhân dân và cán bộ khu 6 nói riêng và phường Việt Hòa nói chung. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn. Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà nhân dân, cán bộ, đảng viên khu 6 phường Việt Hòa đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự cố gắng năm 2014, đồng thời định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ, những việc cần phải làm trong thời gian tới để khu dân cư số 6 phường Việt Hòa giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa và đạt thành tích cao hơn trong phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa. Chúng tôi trân trọng tiếp thu và bổ sung vào kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, việc phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa là cả một quãng thời gian dài với nhiều khó khăn vất vả. Nhưng việc phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa còn khó khăn vất vả hơn. Vì vậy, đòi hỏi nhân dân và cán bộ đảng viên khu 6 cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp lãnh đạo thành phố, đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Việt Hòa dành cho khu dân cư. Để giữ vững danh hiệu khu văn hóa, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường đề nghị khu dân cư số 6 cần làm tốt một số nhiệm vụ sau. Một là phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa đi đôi với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, năm sau cao hơn năm trước. Trước mắt tập trung vận động nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2015. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, duy trì và đẩy mạnh phong trào gia đình văn hóa. Hàng năm trong khu có hơn 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đây là nền tảng để giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, đồng thời đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu cần hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân. Ba là mọi gia đình trong khu giúp đỡ nhau, tư vấn cho nhau để phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, phấn đấu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bốn là về công tác giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được toàn dân chăm lo, 100% các cháu 6 tuổi được tiêm chủng đủ các mũi vaccine phòng bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn khu dân cư, 100% các cháu 6 tuổi được vào lớp 1, thực hiện tốt công tác phổ cập tiểu học, trung học cơ sở hàng năm, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ cho đời sau, thường xuyên duy trì hoạt động của đội văn nghệ, hàng năm bổ sung sách cho tủ sách, thêm phong phú đa dạng, vận động nhân dân tích cực thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Năm là làm tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, cảm hóa người lầm lỗi, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, hàng năm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu các sắc thuế, các loại quỹ, các quy định của địa phương, góp phần xây dựng phường Việt Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sáu là cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ tích cực gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thực sự là đầu kéo để xây dựng khu dân cư phát triển vững chắc, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Bảy là xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân ở khu dân cư, quan tâm chăm lo xây dựng các đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành cầu nối giữa đảng với nhân dân, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Việt Hòa đang theo dõi và sự phát triển
trưởng thành và lập thêm những thành tích mới của khu dân cư số 6. Tại buổi lễ long trọng hôm nay, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể khu dân cư, các đơn vị trong phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng làng an toàn, xây dựng làng an toàn khu dân cư văn hóa của thành phố và chương trình hành động thực hiện đề án của Đảng bộ phường theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 23 phường Việt Hòa đã đề ra. Cuối cùng, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Hòa, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí đại biểu khách quý cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, trung tâm văn hóa của thành phố. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các phường bạn, các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn phường đã về dự chung vui với chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí phóng viên báo chí của đài thành phố đã về dự và đưa tin cho buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn của phường, các đồng chí hiệu trưởng các trường học, các nhà chùa, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư trong toàn phường cùng toàn thể cán bộ và nhân dân đã về dự góp phần vào thành công buổi lễ hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cán bộ, đảng viên và nhân dân khu 6 chung sức đoàn kết một lòng để giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tôi xin kết thúc buổi lễ tại đây. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Chào cờ.